Trong hành trình lột xác 2019 tập 4, khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước màn lột xác hóa nam thần Hàn Quốc của chàng dancer Minh Hoàng. Vậy bạn có tò mò muốn biết các bác sĩ của Gangnam đã làm gì với gương mặt của Minh Hoàng và chi phí cho ca phẫu thuật của chàng dancer này là bao nhiêu hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta hãy cùng xem các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và đưa ra những nhận định nào về trường hợp của Minh Hoàng nhé. Từ Minh Hoàng bạn này thì có một cái điều rất là đặc biệt là toàn bộ cái vùng xương hàm dưới và xương vùng cằm bạn bị lệch sang bên trái. Và toàn bộ cái xương gần như là xương góc hàm và toàn bộ cái nửa xương vùng mặt bên trái là có thể lép hơn so với bên phải. Chính vì vậy cho nên là đây cũng là một thách thức đối với phẫu thuật viên chúng tôi, làm sao mà phẫu thuật cái xương hàm trên, xương hàm dưới và xương vùng cằm để trở lại được cái hình dáng và cái cân đối giữa bên trái và bên phải. Như vậy, với tình trạng của Minh Hoàng, các bác sĩ đã tiến hành tổng thể các dịch vụ cắt mí, chỉnh hàm trên dưới, trượt cằm V-line, gọt hàm, nâng mũi cấu trúc 4D, cấy mỡ mặt cho Minh Hoàng với mức chi phí cụ thể như sau: cắt mí plasma 9 triệu đồng, chỉnh hàm trên dưới 140 triệu đồng, trượt cằm V-line 45 triệu đồng, cấy mỡ nanofat 35 triệu đồng, nâng mũi cấu trúc 4D 35 triệu đồng, gọt hàm 70 triệu đồng. Tổng mức chi phí cho ca phẫu thuật của Minh Hoàng lên tới hơn 330 triệu. Với một ekip hùng hậu từ các chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn cao tại Bệnh viện Thẩm mỹ Gangnam đã giúp chàng dancer mặt méo Minh Hoàng lấy lại được sự tự tin để bước tiếp trên chặng hành trình chinh phục những vũ điệu. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.